Hi, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Xin Vlog Cuộc Sống Hàn Quốc nha. Thì tiếp tục cuộc hành trình của mình ở bên Hàn Quốc đó mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm video này để nói về cái nông nghiệp ở bên Hàn Quốc cho tất cả mọi người xem nha. Thì ở bên Hàn Quốc đa số người ta trồng hoa màu, cây ngắn hạn nha mọi người, như lúa nè, rồi bây giờ trước mặt mình là ớt nè mọi người. Thì ở những video trước mình có quay đi làm củ hành, khoai tây nè, rồi mè rồi, nói chung là người ta chỉ làm hoa màu thôi mọi người. Thì đây là cái đám ớt của mình nè mọi người. Thì ở bên hàng mình được ông anh cho miếng đất này nha. Thì vào cuối mùa thì mình sẽ quay, mình sẽ tổng kết cái thu nhập của nông nghiệp ở bên hàng, là làm nông ở bên hàng lời hay lỗ cho tất cả mọi người xem nha. Đây là cái ớt mà của mình nè mọi người. Thì cái loại ớt này là ớt cay nha, trái cũng nhiều lắm. Bên hàng người ta trồng hai loại ớt, một loại ớt cay và một loại ớt không cay. Loại ớt không cay thì trái nó to hơn. Loại ớt đó người ta dùng để làm kim chi, là chủ yếu để tẩm cho nó có màu á mọi người. Còn loại ớt cay này thì người ta sẽ để vô cho nó cay. Thì bên hàng người ta không ăn nước màu, người ta làm ớt như vậy đó, người ta thay thế cho nước màu nha. Thì mình nhìn thấy cái món ăn của hàng đó, đa số là nó đỏ đỏ, nhưng mà thật chất nó không có cay nha mọi người. Thì tranh thủ thời gian chiều nay mưa thì hôm nay mình sẽ đi để phân cho cái đám ớt này nha. Thì nó cũng nhỏ rồi mọi người. Từ lên trên này phía sau này thì nó tầm khoảng 500 mét vuông thôi nha, nó không có nhiều lắm. Thì sau một hồi thì mình đã gãi phân xong rồi nha mọi người. Cũng hết 2-3 phân mà chưa dắp đất nữa. Bây giờ chúng bị về, còn thiếu mấy hàng nữa mới đủ. Thì lúc này ở bên Việt Nam mình thì cũng dịch bệnh quá trời luôn mọi người. Thì ai cũng hỏi là bên Hàn Quốc này tình hình như thế nào nha. Hôm nay mình nói tình hình ở bên Hàn Quốc cho tất cả mọi người biết luôn. Thì ở bên hàng này mọi người cũng có dịch bệnh nữa, nhưng mà không có
cũng có nhiều như là ở bên Việt Nam nha. Cũng ai người ta cũng vẫn phải hạn chế ra đường nè, cách cách ly nữa, nhưng mà quán ăn, nhà hàng đồ người ta vẫn mở nha. Ví dụ một bàn người ta cho ngồi 4 người thì chỉ được ngồi 4 người thôi, rồi cách một bàn trống, không có người ngồi. Đó là quy định bắt buộc, xong rồi mới tới một bàn nữa nha. Có nghĩa là khoảng cách 2-3 mét gì đó mọi người, không được ngồi gần nhau. Vẫn buôn bán, người ta vẫn buôn bán bình thường, không giống như là ở Việt Nam mình. Tại vì Việt Nam mình dịch bệnh quá nhiều, với lại ở bên Hàn Quốc này dân người ta ít có đi nhà này nhà kia đồ chơi lắm mọi người, người ta chỉ ở nhà thôi. Nóng hết. Thì ai cũng hỏi mình là tại sao qua Hàn Quốc có 3 tháng mà lại ở được hơn 1 năm. Thì hôm nay mình cũng nói cho mọi người biết luôn là mình đi hạn có 3 tháng thôi, nhưng mà mình qua đây kẹt tại do dịch bệnh đó mọi người. Người ta, nhà nước người ta cho mình gia hạn, cứ 2 tháng gia hạn một lần. Thì giờ vé máy bay về thì cũng mắc lắm, tới 50 mấy 60 triệu lận. Người ta chỉ ưu tiên cho những người cần thiết về, giống như là có lý do gì đó, nhà có việc gì đó, người ta sẽ ưu tiên cho về thôi. Còn không có việc thì mình gia hạn ở lại được nha. Thì qua bên này thì cũng kẹt lại đây một năm rồi, hơn một năm rồi mọi người. Thì cũng tranh thủ cái cơ hội này để đi làm kiếm tiền thêm, để trang trải cho gia đình nữa. Việt Nam mình giờ dịch bệnh cũng nhiều rồi, giờ về Việt Nam cũng không biết làm cái gì hết đó mọi người. Thì tranh thủ thời gian này để làm, để kiếm tiền thôi nha. Thì mọi người thấy rồi đó, ở bên hàng thì cũng phải làm thuê, làm mướn mới có tiền. Thì đa số ở hàng người ta trồng hoa màu, cây ngắn hạn thôi. Một năm ở bên hàng người ta chỉ có thu hoạch được có 3 tháng thôi mọi người. Để chuẩn bị cho mùa đông thì người ta sẽ tranh thủ trồng thu hoạch, chứ không giống như ở Việt Nam mình mà trồng mà xong rồi để đó không cần phải lo cho mùa đông nha. Cuộc sống của nông dân ở Hàn là vậy đó. Mình cũng mong là ở Việt Nam sẽ sớm ngăn chặn được dịch bệnh để cho người dân Việt mình bớt khó khăn nha mọi người. Và bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Mọi người xem video thấy mến thương, nhớ like, đăng ký kênh để đồng hành cùng mình trong cuộc hành trình sắp tới nha. Bây giờ thì bye bye tất cả mọi người nha.